dây chống ồn siêu nhỏ, giá 5,3 triệu đồng. Theo thông tin từ Sony, VKF-1000XM3 được trang bị công nghệ chống ổn chủ động với công nghệ vi xử lý QN1E mới, tăng hiệu suất đến 40% so với thế hệ trước. Thế hệ này vẫn được kế thừa chất âm ấm và cân bằng đặc trưng riêng của Sony, và còn hỗ trợ nâng cấp chất âm của các tệp nhạc số MP3 đến gần hơn với chất lượng Hi-Res. Cụ thể hơn, bộ 3 vi xử lý tín hiệu âm thanh 24-bit trên QN1E bộ khuếch đại âm thanh chip DAC cùng công cụ cải tiến âm thanh kỹ thuật số HX trên thiết bị, nâng cấp các tệp âm thanh số nén bao gồm định dạng MP3 đến gần hơn với chuẩn mực âm thanh có độ phân giải cao, đi cùng là bộ vi xử lý chống ồn HD mới, QN1E, cùng công nghệ cảm biến tiếng ồn kép, giúp hiệu quả loại bỏ tiếng ồn tốt hơn. Sony cho biết, công nghệ này thu nhận âm thanh gây nhiễu trong môi trường xung quanh và tạo ra một sóng âm đối nghịch lại để triệt tiêu những tiếng ồn ở hầu hết các tần số âm thanh. Bên cạnh đó, Tai nghe có thể nghe nhạc không tiếng ồn lên đến 24 giờ, với hộp sạc tiện dụng cung cấp năng lượng bằng ba lần sạc. Theo công bố, tai nghe không dây chống ồn WF-1000XM3 sẽ chính thức lên kệ tại Việt Nam với hai phiên bản đen và bạc vào giữa tháng 8 năm 2019. Mặc dù Sony chưa công bố giá bán, nhưng theo các đại lý bán lẻ thì sản phẩm này sẽ được lên kệ với giá 5,3 triệu đồng.